Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và tình hình thực tế tại Việt Nam để xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025. Trước đó, Tổng giám đốc WHO chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ ngày 5 tháng 5, song cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất. Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế, tính đến nay, cả nước đã có hơn 266 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân và trong tuần qua không ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19.